Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc cây cam quýt giai đoạn từ lúc nuôi quả đến thu hoạch rất quan trọng. Đây là giai đoạn quả phát triển mạnh, khả năng tích lũy đường bột trong quả tăng cao, nên cây cần rất nhiều dưỡng chất thiết yếu để giúp cho quả ngọt, hương vị thơm ngon và không bị nứt. Nắm bắt quy trình kỹ thuật đối với loại cây có múi này, nhiều hộ nông dân đang tăng cường quản lý vườn cây ăn quả, theo dõi tình hình thời tiết, sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Với lợi thế về đất đai màu mỡ, thuận tiện trong tiêu thụ sản phẩm và người dân cần cù chịu khó, ham học hỏi, nhạy bén trong sản xuất nông nghiệp, xóm Nam Phong 2, xã Hưng Đạo là địa bàn phát triển mạnh các mô hình trồng trọt và chăn nuôi. Xóm có 93 hộ thì 2/3 hộ đầu tư trồng cây ăn quả, đào cảnh, rau màu, thành lập 2 hợp tác xã nông nghiệp, 1 tổ hợp tác với 47 hộ tham gia. Các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật như nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới tiêu tự động được đầu tư đã giúp người dân chủ động trong sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Năm 2022, xóm Nam Phong 2 đã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu với mức thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng một người một năm. Nhiều hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng một người một năm. Phần lớn từ cây ăn quả và cây có giá trị kinh tế, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, diện mạo thôn xóm có nhiều khởi sắc. Với những kết quả đạt được, xóm Nam Phong tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, khuyến khích các hộ gia đình phát triển mạnh các mô hình sản xuất chuyên canh hàng hóa, ưu tiên đầu tư những cây trồng có lợi thế như cây ăn quả, cây cảnh, rau màu kết hợp với chăn nuôi nhằm tăng thu nhập, tạo khuôn viên, đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp. Bác ấy đâu rồi? Để mà phát huy cũng như giữ vững xóm nông thôn kiểu mẫu và xóm nông thôn về nâng cao, thì trong thời gian tới về phía là từ cấp ủy chi bộ cũng như các đoàn thể của xóm đã triển khai một số cái công việc trọng tâm, mà đặc biệt là quan tâm chú trọng cho tổ hợp tác trồng trọt của xóm, liên kết mời các cái chuyên gia là về kỹ thuật tập huấn cho các hội viên và chuyển đổi cơ cấu cây trồng áp dụng khoa học kỹ thuật, thì cơ bản là bà con nhân dân là cũng đã biết để mà triển khai. Nhưng cái khó, một là cái do cái thời tiết khí hậu, thứ hai nữa là cái đầu ra của sản phẩm. Mặc dù đầu ra sản phẩm thì bà con nhân dân là sản xuất ra rất là nhiều, nhưng là khi mà đưa ra thị trường thì còn manh mối. Ví dụ như cây đào, cây thanh long và các loại cây ăn quả. Thứ hai nữa là cái khó thứ hai nữa là về bởi vì là chủ yếu 100% là các hộ dân là làm nông nghiệp đấy, trồng trọt, cho nên là phải chuyển đổi về đất đấy, đất đồi. Nhưng khó là theo quy định thì đất đồi lại không được san gạt, cho nên là bà con muốn chuyển đổi cũng rất là khó đấy. Ví dụ như trồng cây đào thì hàng năm là phải đào đất lên đấy, chuyển đất ở chỗ khác về thì mới có đất mới để trồng đấy, nhưng là theo quy định thì lại cũng là rất là khó. Thì cái này cũng mong là lãnh đạo các cấp là cũng nên xem xét nghiên cứu mà tạo điều kiện cho là nhân dân đấy, trong về chuyển đổi là cơ cấu cây trồng. Sau nhiều năm đầu tư và cải tạo hơn 4 hecta đất đồi bạc màu, hiện gia đình anh Vĩ xóm Nam Phong 2 trồng được trên 900 cây đào cảnh, 100 cây mít thái, 150 trụ thanh long, trên 3.000 cây chám đen. Đến nay đã có 2/3 các cây trồng khai thác quả cung cấp cho thị trường. Riêng cây cam đã phát triển được hơn 2.000 cây và trên 200 cây cho ra quả. Năm nay do điều kiện thời tiết không thuận lợi, đầu năm hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Cộng thêm các loại cây được trồng trên đất đồi có độ dốc cao nên thời gian bói quả cũng kéo dài hơn so với canh tác vùng đất màu mỡ. Để trồng cây ăn quả, gia đình anh Vĩ đã đầu tư kinh phí khá lớn, san ủi mặt bằng, đào hố trồng cây, làm đường nội vùng tiện lợi cho vận chuyển phân bón, vật tư nông nghiệp, phục vụ trồng, chăm sóc cây ăn quả. Bố trí hệ thống tưới tiêu tự động,
và chuẩn bị các loại cây giống đảm bảo chất lượng. Từ khi tham gia câu lạc bộ sinh vật cảnh, gia đình anh được tham dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả, chia sẻ kinh nghiệm với nhà vườn một số nơi trong và ngoài tỉnh, trao đổi thông tin về thị trường, giá cả, tìm đầu ra cho sản phẩm. Từ mô hình tổng hợp về trồng cây ăn quả, nuôi cá, nuôi lợn, trừ chi phí, hàng năm gia đình anh Vĩ thu nhập trung bình khoảng 200 triệu đồng một năm. Gia đình đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, được nhiều người dân trong vùng đến tham quan, học tập kinh nghiệm về cải tạo đất đồi, trồng cây ăn quả. Theo anh Vĩ, tuy cây ăn quả trồng theo vùng đất này, quá trình sinh trưởng phát triển chậm hơn so với nơi khác. Nhưng do ở địa hình trên cao, cây đảm bảo sự quang hợp quanh năm. Vì vậy, đến lúc thu hoạch, quả ngọt đậm, được người tiêu dùng ưa chuộng. Các thương lái đến tận nhà vườn thu mua, đầu ra khá ổn định. Thời gian tới, chờ cho các cây ăn quả khép tán, gia đình dự định đầu tư phát triển cây trồng gắn với du lịch trải nghiệm, cộng đồng để tăng thu nhập. Năm nay thì cũng thời tiết thì cũng rất là khắc nghiệt. Đầu năm thì cũng hạn hán kéo dài, ảnh hưởng tới rất nhiều cây trồng, cụ thể là cây cam. Khô hạn quá đâm ra cái thứ nhất là ảnh hưởng đến năng suất, thứ hai là ảnh hưởng đến cái chất lượng của quả. So với mọi năm thì năm nay nó cũng được, nói chung là nó cũng nên, nhưng mà so với năm mỗi năm là không sai bằng. Năm nay thì nó năng suất nó kém hơn. Đối với cái cam Vinh này thì cái thời gian mà nuôi quả ấy, chúng ta cần lưu ý là phòng bệnh cho cây. Thứ nhất là bệnh ruồi vàng này, bệnh nhện đỏ này, bệnh sâu vé bùa này. Cứ đợt lộc nào cũng phải phun cái sâu vé bùa, không thì nó xoăn lá vào hết. Chăm sóc cắt tỉa thì đối với cái cam thì phải cắt tỉa cho thoáng gốc ra, cho nó bớt ảnh hưởng đến sâu nấm bệnh, rồi là sâu bệnh, dịch bệnh. Không là bón phân là cũng cần phải bón phân hữu cơ. Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 30 hectare cam quýt tập trung tại các địa bàn các huyện Hòa An, Trùng Khánh, thành phố Nguyên Bình, Bảo Lạc. Riêng huyện Trùng Khánh phát triển hơn 160 hectare, chủ yếu tại các xã Quang Vinh, Quang Hán, Cao Trương, Xuân Nội và Trung Phúc. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho các vùng có tiềm năng, lợi thế để trồng cam quýt, khai thác đề án cải tạo vườn tạp, bảo tồn phục tráng giống cây trồng bản địa, xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với chương trình OCOP, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, lồng ghép triển khai hỗ trợ kinh phí từ các chương trình mục tiêu cho người dân đầu tư trồng mới, sử dụng giống có chất lượng cao, bước đầu hình thành vùng trồng tập trung. Hiện nay cây cam quýt đang bước vào thời kỳ nuôi quả, đây là thời điểm quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế của cây trồng. Vì vậy, cán bộ ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân cần tăng cường chăm sóc cây cam quýt, chú ý cắt tỉa, tạo tán, giúp cho cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả, nhất là cắt bỏ các cành bị sâu, cành bệnh, cành vượt. Chọn ngày nắng ráo để cắt tỉa định kỳ hàng tháng sẽ giúp vườn thông thoáng, giảm sâu bệnh hại. Thường xuyên làm sạch cỏ quanh gốc theo chiều của tán cây để hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng, trú ngụ, xâm nhập của sâu bệnh. Phần cỏ còn lại trong vườn cần được giữ lại với mục đích giữ ẩm cho vườn, chống sói mòn, rửa trôi. Nếu cỏ quá cao có thể dùng máy cắt ngắn trả lại phân xanh cho đất. Cây cam quýt là loại cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng. Vì vậy vào mùa khô cần tưới nước bổ sung để cho cây có độ ẩm của đất đạt từ 60 đến 70%. Vào mùa mưa cần thoát nước kịp thời, tránh để cho vườn bị đọng nước quá 2 ngày sẽ làm thối rễ tơ. Có thể áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước và chủ động được việc cung cấp dinh dưỡng cho cây thông qua nước tưới. Về bón phân, đối với diện tích thời kỳ kiến thiết cơ bản, cần ngắt bỏ quả và bón phân lần hai. Cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây phát triển bộ khung, tán. Đối với diện tích thời kỳ kinh doanh, cây từ 5 đến 6 năm trở lên, tăng cường bón phân đạm, ure, kali, clorua. Ngoài ra có thể bón bổ sung các loại phân vi lượng qua lá để nâng cao chất lượng quả và căn cứ vào năng suất quả của vụ trước mà điều chỉnh lượng phân bón phù hợp cho từng cây.
Bón phân lần 3 vào tháng 8, tháng 9 nhằm thúc lộc thu và cung cấp dinh dưỡng cho cây, cho quả. Cách bón, dùng cuốc đào rãnh hoặc cuốc hố theo mép ngoài hình chiếu tán cây. Rãnh sâu, trộn đều các loại phân bón, bón vào rãnh và tiến hành lấp đất ngay. Ở giai đoạn này, cây cam quýt thường bị sâu đục cành, thân, gốc, bọ xít xanh, nhện đỏ, nhện rám vàng, dẹp, ruồi vàng đục quả, bệnh nứt thân, chảy nhựa, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh vàng lá ngân xanh và nhiều sâu bệnh gây hại. Trong đó đặc biệt chú ý phòng trừ sâu đục cành, thân, gốc, ruồi vàng đục quả, bệnh nứt thân, chảy nhựa và bệnh vàng lá thối rễ. Đối với sâu đục cành, thân, gốc gây hại, từ 8 đến 10 tháng làm cây sinh trưởng kém, lá vàng dần, giảm năng suất, hại nặng làm cây chết. Biện pháp phòng trừ, tiến hành quét vôi hoặc thuốc quanh thân, gốc rễ để hạn chế sâu đẻ trứng. Đối với ruồi vàng đục quả, gây hại giai đoạn quả từ chuyển hóa đường đến chín, hại nặng vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Sâu non của ruồi vàng là dạng dòi, dòi đục ăn thịt quả, làm quả cam quýt bị thối, rụng sớm. Biện pháp phòng trừ, đốn tỉa cành tạo cho vườn thông thoáng, thu hoạch quả kịp thời, thu nhặt quả bị hại đem chôn với vôi, dùng các loại bẫy bả để diệt ruồi trưởng thành. Đối với bệnh nứt thân chảy nhựa, bệnh do nấm gây ra, thường hại ở phần gốc sát mặt đất, vườn cây rậm rạp, ít ánh sáng, bệnh phát sinh gây hại nặng vào mùa mưa, những vườn bị úng nước, bón phân mất cân đối, bị hại nặng hơn. Bệnh làm cho cây sinh trưởng chậm, làm giảm năng suất, cây suy yếu và chết. Biện pháp phòng trừ thoát nước tốt cho vườn cây, dùng dao cạo sạch phần vỏ quanh vết bệnh, sau đó sử dụng thuốc pha đậm đặc quét lên vết bệnh vừa cạo, quét từ 2 đến 3 lần, cách nhau từ 3 đến 5 ngày. Để trừ bệnh vàng lá thối rễ là rất khó khăn, tốn kém và mất nhiều thời gian thì cây mới có thể phục hồi. Vì vậy phải chú ý thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ bệnh như chọn cây giống khỏe, sạch bệnh, vườn thoát nước tốt, tỉa cành, tạo tán làm cho vườn cây thông thoáng, bón vôi vào đầu mùa mưa để sát khuẩn, ngăn ngừa nấm bệnh và nâng độ pH của đất, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. Tăng cường sử dụng cân đối phân hữu cơ với phân hóa học. Thường xuyên thăm vườn để phát hiện sớm cây bị bệnh và thực hiện các bước làm cho cây được khô ráo, xới nhẹ gốc, móc bỏ phần đất đã lấp cổ rễ để cổ rễ nằm thoáng trên mặt đất và dễ dàng tiếp xúc với xử lý thuốc, cắt rễ bị thối và cành lá vàng loại bỏ khỏi vườn, kết hợp bón bổ sung để giúp rễ mau hồi phục. Để cây cam quýt giai đoạn này phát triển ổn định, đạt năng suất chất lượng, giá trị kinh tế, bà con cần tuân thủ biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, bón phân, cắt tỉa cành tạo thông thoáng cho vườn. Chuyên mục Nông nghiệp Nông dân và Nông thôn tuần này xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.